Ở đây chị cứ nhập đi, một bộ của em có 5 sản phẩm như này, giá từng này. Nó thấy mình đưa ra lời đề nghị rất hợp lý, nó dùng xong nó thấy ok là bắt đầu là vào đề nghị chứ, thì bắt đầu làm. Nhưng mà làm thì phải có người hỗ trợ, nhưng tôi là giờ một cái là tôi không có người hỗ trợ. Nhưng may là làm cùng với đội kia các em hỗ trợ, chứ nếu mà trực tiếp ở dưới đại lý của tôi thì chắc các bạn gặp tôi khó lắm. Tối nào một tuần 3 buổi 246 hay 357 live stream nhóm kín giải quyết tất cả các vấn đề của đại lý. À, đại lý nó bắt đầu nó đại lý một thì người ta bảo là khách của em thế này, khách của em thế kia, thế là cứ trả lời thì dần dần mình sẽ dạy dỗ lẫn nhau, đúng không? Và có một người làm gì, ghi chép cái việc đấy lại để trở thành cái cuốn cẩm nang để sau mình không phải dạy lại nữa, gửi cho nó. Ví dụ nó hỏi câu đấy đúng không, thì mình biết chính xác nó thuộc là câu số bao nhiêu, trang bao nhiêu, gửi cho nó, nên tiết kiệm thời gian, hình thành một cuốn cẩm nang hoặc làm video. Thì tôi vừa trình bày với các anh chị một cái nội dung đấy là phát triển hệ thống đại lý. Thứ nhất là giúp các anh chị có thêm kiến thức và kinh nghiệm để các anh chị có thể tự tin làm. Đấy, bất kỳ ai cũng có thể trở thành đại lý của mình nếu như họ có mối quan tâm về việc kiếm tiền. Và mình sẽ dạy họ, mà mình đừng dạy nhiều. Một người chỉ nên nhận 3 đại lý và sau đó lại giúp họ tìm 3 đại lý thì như thế mô hình cấp số nhân nó rất nhanh, giống kiểu bọn đang cấp ấy. Mô hình cấp số nhân, nhưng mình sẽ có thưởng. Rồi, có ai có câu hỏi nào không ạ? Có ai có câu hỏi gì phần này không ạ? Các đại lý nhà mình, phần tôi vừa trình bày có ai hỏi không? Chốt đại lý khó quá hay gì đấy? Đấy, em tư vấn đến phút cuối rồi nhưng mà nó lại đi sang nó làm đại lý của đội khác. Sáng nay chúng ta hỏi rất nhiều câu hỏi hay nhé, chiều chúng ta cũng có hỏi đi. Câu hỏi là thiệt thòi đấy nhé. Có hỏi không thì tôi chuyển sang phần khác nhé. Vâng, xin mời mấy các bạn. Vâng, tốt ạ, mời chị. Cho em hỏi là bây giờ thì khi mà mình đã có một cái hệ thống đã có sẵn rồi, mình bây giờ mình lại đào tạo từ đầu thì mình nên đào tạo tất cả một loạt hay là mình chỉ đào tạo những cái mối liên làm trực tiếp với mình thôi? Ok, cái này thì nó phụ thuộc vào việc là quy mô đào tạo của mình. Chẳng hạn tôi nói ví dụ như chị Trang thì chị là quy mô là của công ty đúng không ạ, và chị sẽ phải ngồi sắp xếp lại này, xem các đại lý, tổng đại lý cần những nội dung gì, các đại lý cấp 1 cần nội dung gì, các đại lý cấp 2 cần nội dung gì, thì chị sẽ hệ thống lại. Nó sẽ phải thống nhất từ trên xuống dưới. Chị hiểu ý các bạn. Sau đó thì chị mới trả lời cho câu hỏi là đại lý mới của mình thì cần những cái gì và đại lý cũ của mình thì cần cái gì. Mới thì đương nhiên là họ sẽ cần đỡ, đúng không ạ? Còn cũ thì mình cho họ một cái bài test để chắc làm rằng là SEO họ đã làm tốt chưa, Facebook họ đã làm tốt chưa, Zalo họ đã làm tốt chưa, họ thiếu đó mình sẽ bổ sung cho họ. Còn trong trường hợp mà mình không biết chính xác thì cứ dạy họ từ đầu, bởi vì thừa còn hơn thiếu, đúng không ạ? Rất nhiều người tưởng là mình sẽ biết, nhưng mà tôi nói kể cả đơn giản như các chị bây giờ đến đây bán hàng, các chị bán mấy năm rồi nhưng có những thứ các chị cũng không biết về bán hàng, thuyết phục như thế nào, chốt đơn như thế nào, làm nào hàng không bị hủy, vân vân. Ok. Cứ ngồi đi, không phải đứng đâu, mọi người đặt câu hỏi xong cứ ngồi tại chỗ mà đặt. Người duy nhất phải đứng là tôi. Vâng, xin mời câu hỏi khác ạ. Có câu hỏi nào nữa không ạ? Rồi, nếu không có, tôi sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn với các bạn một cái bán hàng
đa kênh. Vâng, mọi người có hiểu khái niệm bán hàng đa kênh như thế nào không ạ? Ai hiểu ạ? Trả lời ạ. Trường Bích ạ. Mời chị. Dạ thầy, theo em hiểu thì bán hàng đa kênh có nghĩa là bán hàng trên nhiều trang mạng xã hội. Thì hiện tại như em bán hàng trên mạng Facebook, trên Zalo và trên cái Lazada và Shopee. Và ngoài ra mình cần tiếp cận những cái trang mà được nhiều cái khách hàng với lại nhiều cá nhân họ thường truy cập tới thì mình sẽ tiếp cận được khách hàng lại nhiều hơn. Ok. Cảm ơn em, chính xác ạ. Tôi đang bấm slide hơi đoạn tí để xem là cái phần đến ở đâu. Hạnh thử ra tìm cho chỗ nào bấm đoạn xã mà em chưa thấy. Bây giờ nhá, bán hàng đa kênh là thế này ạ. Tức là nó đã thể hiện rất rõ rồi, đa là nhiều, đúng không ạ? Kênh là kênh bán hàng. Thế thì chúng ta hiện nay chỉ có Facebook là Facebook cá nhân. Nhưng mà trong Facebook bây giờ nó cũng có rất nhiều các nền tảng. Thứ nhất là trang cá nhân, thứ hai là live stream, thứ ba là group, thứ tư là fanpage, và thứ năm là gì? Quảng cáo. Bao nhiêu đại lý ở trong đây đã dùng quảng cáo để bán sản phẩm của mình rồi, giơ tay ạ? Có một người ạ, hai người ạ. Thế còn những người kia là bán kiểu gì? Cứ đăng bài thôi ạ. Chỉ đăng bài thôi ạ. Ở đấy thì nhìn phần vừa lấy ra. Nếu mà các anh chị chỉ bán ở trên một kênh thôi, là như lúc sáng tôi nói đùa này, trên cái Facebook lở của mình đúng không ạ? Đấy, đùa đấy. Thì rõ ràng cái việc tiếp cận khách hàng nó sẽ trở nên gì ạ? Hạn chế. Vâng. Vì vậy lời khuyên của tôi là, đây đúng rồi đấy ạ. Vâng. Rồi mình cứ để cái slide đấy nhé. Cứ để cái slide đấy. Đỡ phải nhìn. Slide đầu tiên. Để cái slide đầu tiên không nghe à? Đây, rồi đó. Tức là nhé, mình sẽ có rất nhiều cái cách để bán. Mình bán hàng bằng live stream, mình bán hàng trên group, mình bán hàng trên fanpage, mình bán hàng bằng quảng cáo. Mình làm kênh YouTube, mình làm website, mình làm Google, mình làm SEO, mình làm email, ok. Thầy Phan Anh nói rất nhiều như này, nhưng bây giờ em không biết làm, đó là điều đau khổ đúng không? Thì sẽ từ từ. Đầu tiên mình phải thống nhất với nhau một điểm là mình sẽ phải đăng kênh. Được chưa? Ngay hôm nay về là sẽ phải đăng kênh. Câu hỏi tiếp theo là kênh nào? Các bạn thấy là thứ nhất là các bạn tạo ra một trang web cá nhân có tốn tiền không ạ? Không tốn lắm đâu, vài triệu đồng. 2, 3, 4, 5 triệu đồng là có thể làm được một trang web. Ở đây bao nhiêu người đã có trang web cá nhân? Ví dụ như tôi bán hàng trên trang bon thì tôi sẽ làm cái trang là phananhtrangbon.com, ví dụ như vậy, tên tôi và cái thương hiệu đó. Bao nhiêu người đã có một cái trang web như vậy để bán hàng? Không có ai. Tức là bạn thấy không ạ? Bạn tự hạn chế đi cái cơ hội tiếp xúc khách hàng của mình. Bạn tự hạn chế đi cái cơ hội tiếp xúc khách hàng của mình. Ví dụ như thầy Phan Anh nhé, thầy Phan Anh thầy có website này, phananhonline.com này, pamarketing.vn này. Facebook thì thầy có hai cái, một cái Facebook thầy chơi, một cái Facebook của thầy ấy, nhưng mà cho nhân viên chơi. Cho nên nếu muốn chat với tôi ấy, tỏ tình thì phải chọn đúng cái Facebook đấy nhá. Chọn nhầm là chết dở đấy. Đây là cái Facebook đây là đang sâu ở đây này, thì đấy là Facebook tôi cầm. Có một cái Facebook của tôi nhưng mà nhân viên cầm. Tại vì sao? Mình vẫn muốn bán hàng thì để người khác bán cho mình. Đúng không? Chứ giống như ngôi sao bọn showbiz này, bọn ấy chuyên có đội quản lý tài khoản chứ nó không cầm đâu. Bây giờ Hồ Ngọc Hà suốt ngày ngồi đăng bài viết giờ tốt thì chết à? Thời gian đâu mà đi hát? Đúng không ạ? Vâng. Mình tạo fanpage chạy quảng cáo bán hàng. Ở đây bao nhiêu người đã biết bán hàng bằng quảng cáo, giơ tay ạ? Không một ai ạ. Đây chính là vấn đề của chị Trang.
Thế là vấn đề của chị là gì? Đại lý của chị rất là thiếu